Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bếp, và đầu bếp Nguyễn Quang Nam của nhà hàng Khói Bếp sẽ giúp chúng ta chế biến những cái món ăn đặc biệt với cua và bún ngày hôm nay. Anh Nam ơi, ngày hôm nay thì không biết là anh Nam sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả được biết về cái món ăn mà ngay từ đầu chúng ta đã chuẩn bị, đó là cua và bún, là cái món ăn gì đấy ạ? Mình sẽ giới thiệu cho Trung cùng toàn thể các bạn biết cái món đặc trưng của nhà hàng là cái món lẩu cua và bún chấm ngải cua. Đây là hai trong những cái món ăn mà có thể nói rằng là rất là gắn liền với lại cái cuộc sống của người nông dân Việt Nam, đúng không ạ? Và bây giờ thì anh sẽ giúp cho Quang Trung được nhìn và chứng kiến về cái món ăn này, xem anh sơ chế như thế nào nhé. Đầu tiên thì mình giới thiệu cho Trung cùng các bạn biết là cái món bún chấm gạch cua. Thì đầu tiên mình phải chọn cái nguyên liệu là cua đồng. Cua đồng mình sẽ ra chợ, mình sẽ chọn loại cua tươi, tươi ngon, và mình về mình rửa sạch sơ chế đi. Sơ chế đi. Ngon nhất đó là cua đồng, đúng không ạ? Cái phần mà bún chấm gạch cua này thì mình sẽ sử dụng đó là bún lá, đúng không ạ? Là bún lá, bún dạ. Lá để mình sử dụng bún lá để mình chấm với gạch cua. Dạ vâng. Ở đây thì có vẻ như là chúng ta đã mất khá là nhiều thời gian trong việc sơ chế, nên anh đã sơ chế sẵn rồi, đúng không ạ? Đúng rồi, cái này mình đã chuẩn bị trước cua mà mình đã sơ chế sẵn mà khi mình đã chọn ở ngoài chợ về. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho Trung cái cách để mình chế biến cái món bún chấm trước. Thì đầu tiên là mình phải sơ chế cua và mình lấy gạch của con cua. Bây giờ anh sẽ cho Quang Trung cũng giống như quý vị khán giả truyền hình được biết rằng là với cái con cua sống này thì mình sẽ lấy cái phần nào của nó nhé anh nhé. Con cua sống này mình sẽ phải bóc hết cái phần mai của con cua này ra. Mình sẽ để cái phần thịt của cua riêng vào cái phần mai cua riêng để mình có thể. Cái phần nào là cái phần gạch? Cái gạch cua nó sẽ nằm ở trong cái mai con cua này. Đấy, mình sẽ dùng thìa hoặc là dùng một cái vật gì đó như nhỏ nhỏ, mình sẽ gạch nó ra. Với cái số lượng mà rất là nhiều khách hàng họ đến thưởng thức thì cái số lượng cua như thế nào đấy thì cho nó phù hợp và nó đủ để mình có thể là phục vụ được? Cái lẩu cua này mà mình sơ chế lên một lẩu lẩu cua ấy, thì cái lượng gạch cua và cua sơ chế để làm lẩu thì mỗi một nồi lẩu cua là mình phải tương ứng với một cân cua. Tại vì cái số lượng gạch này nó rất ít, để mình chế biến được cái bún chấm cho đủ 6 người ăn thì nó sẽ phải rất rất nhiều cái gạch cua này. Mình sẽ dùng thìa để mình nghêu cái gạch này ra. Đấy. Trong cái phần con cua này nó sẽ có rất là ít cái gạch cua này. Như vậy là với cái món bún chấm với lại gạch cua này thì nó tốn khá là nhiều gạch, đúng không ạ? Cái gạch này nó sẽ là rất là ít, cho mình ngoảy nó lấy nó ra là sẽ phải rất cẩn thận để mình lấy hết được cái số gạch ở trong cái này ra. Cái này khá là tỉ mẩn và mất khá là nhiều thời gian, đúng không? Cái này nó rất là mất nhiều thời gian. Sau khi mình lấy hết được cái phần gạch ở trong cái con cua này ra rồi thì mình sẽ bắt đầu chuyển sang mình cái băm hành. Băm hành để mình chưng cái gạch này lên rồi sẽ mình sơ chế là chấm với bún. Mình có cần quá là nhiều hành không ạ? Cái số lượng này mình dùng 6 người ăn thì mình sẽ dùng khoảng, nếu có hành ta thì mình sẽ dùng khoảng từ 5 đến 10 củ. Còn hành tím thì mình dùng khoảng 3 củ để mình đủ số lượng mình phi thơm nó lên và chấm với cái gạch đi thôi. Mình phải băm thật là nhỏ hay là mình sẽ băm? Mình hành này mình sẽ băm thật là nhỏ để cho nó đều và mình phi vàng thơm lên. Sau khi hành mình đã băm xong thì mình sẽ đổ dầu vào chảo. Đổ chảo bật lửa lên để cho mình có thể phi thơm cái hành này lên. Vốn dĩ là cái hành khi mà chúng ta phi lên thì nó rất là thơm rồi, đúng không ạ? Cái hành này mình sẽ phi vàng lên. Phi vàng lên xong đó mình sẽ cho vào với cái gạch cua vào. Chúng ta sẽ phi hành này trong khoảng thời gian là bao lâu ạ? Mình sẽ cho dầu sôi, mình cho hành vào. Mất có khoảng từ 1 đến 1 phút rưỡi là hành nó có thể vàng. Và lúc đó mình sẽ cho gạch cua vào. Tức là với hình dung của tôi thì cái món này cũng không quá là khó làm, đúng không ạ?
Nên là chúng ta cũng chỉ có nguyên liệu rất là đơn giản, đó là hành tím này. Và sau khi mà chúng ta đã phi nó thơm lên rồi thì chúng ta cũng sẽ nấu chín cái phần gạch cua. Mình sẽ thao tác cái hành này phi vàng lên và cho gạch cua vào thôi, cũng không mất cả nhiều thời gian, nó cầu kỳ quá. Có cái bí quyết gì đấy để cho cái món này nó đã trở thành một trong những cái món ăn mà nó tạo nên một cái món ăn rất là ngon, rất là thơm, rất là đặc biệt của nhà hàng mình không ạ? Cái đặc trưng của nhà hàng thì là cái lẩu cua và cái gạch trưng này. Cái gạch trưng này thì mình sẽ chấm với bún, nó không có gì là khó làm cho các bạn cả. Nó chỉ là cái hành mình phi thơm lên và cộng với gia vị để mình làm cho vừa miệng, để chấm với bún lá. Dạ vâng. Với cái món bún chấm gạch cua này thì nó cũng là một trong những cái món ăn rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Rất là thơm và thực sự là rất là khó cưỡng. Thế sau khi mình đã xong cái phần này thì mình sẽ cho ra bát và mình pha với nước mắm cùng với chút gia vị để cho nó vừa ăn. Dạ vâng, như vậy là được rồi đúng không ạ? Dạ. Sau khi mình đã chưng gạch xong thì cái màu gạch cua chung nhìn thấy nó sẽ như này. Dạ vâng. Và mình sẽ giới thiệu chung cái mắm pha vào với gạch để mình chấm với bún. Vâng. Cái phần của nó là đặc sánh lại đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Và bây giờ thì anh sẽ pha chế. Mình sẽ pha chế cái này để chấm với bún. Mình sẽ cho mắm vào. Cái này là đặc trưng của nhà hàng. Và mình sẽ pha cái khối lượng mà mình vừa giới thiệu với Trung ấy là dành cho 6 người ăn. Mình pha cái mắm vào đây cho nó đều. Và mình sẽ san ra. Trung có thể thưởng thức cái bún chấm gạch luôn. Và chúng ta chỉ thưởng thức cái món gạch cua này với lại bún lá không thôi. Cái này chỉ thưởng thức với bún lá, nó chỉ là cái món là giới thiệu cái sản phẩm đồng quê của nhà hàng. Là đầu tiên là để tạo cho khách phải nhớ đến nhà hàng là cái bún chấm gạch cua này. Nó giống như là một cái món ăn khai vị trước khi mà chúng ta ăn với món lẩu đúng không? Đúng rồi. Các bạn cũng có thể thấy rằng là cái món bún lá của chúng ta trông trắng ngần và rất là đẹp đúng không ạ? Rất là ngon mắt nữa. Và bây giờ thì Quang Trung sẽ thử cái món bún lá chấm với lại món gạch cua. À, đây là lần đầu tiên Quang Trung được thưởng thức cái món ăn này. Bây giờ tôi sẽ thử nhé. Mình chấm trực tiếp bún vào cái phần này đúng không ạ? Một trong những cái món ăn có thể nói là rất dễ chế biến và cũng rất dễ làm đúng không ạ? Đúng rồi. Em mời anh nhé. Cái phần gạch cua của mình phi mấy lại hành, khi mà mình ăn vào miệng rồi mình sẽ cảm nhận được một cái mùi thơm rất là đặc trưng. Bên cạnh đó thì cái vị béo ngậy nó đưa cho mình một cái cảm giác gì đó rất là thích và rất là ngọt. Bên cạnh đó là một chút cái phần nước mắm anh cho với một cái tỷ lệ nhất định, nên là nó cũng đưa cho mình một cái vị gì đó rất là, với em thấy rất là khó tả. Và có lẽ là chắc là với những ai mà tò mò thì chắc là họ sẽ phải tìm đến nhà hàng của mình nữa. Rất là ngon. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đặt bát xuống đây để chúng ta sẽ làm cái món thứ hai được không ạ? Món lẩu đúng không ạ?